kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong đêm ngày hôm qua, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ phổ biến không mưa và nền nhiệt tiếp tục tăng nhẹ. Sáng sớm nay trên toàn khu vực vẫn tiếp tục được bao phủ bởi những lớp sương mù nhẹ khiến trời khá mát mẻ. Sau đó thì mặt trời dần lên đã xua tan những khói sương và đẩy nhiệt độ tăng dần. Vào lúc 13 giờ trưa nay, nền nhiệt độ vẫn dao động phổ biến trong khoảng từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Thời tiết các tỉnh ven biển, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ khá khô hanh. Ban ngày phổ biến không mưa và có nắng, nhiệt độ duy trì ở mức cao. Nhiệt độ trưa nay phổ biến từ 31 đến 34 độ, một số nơi có nắng nóng với nhiệt độ lên đến 36-37 độ. Dạnh áp thấp có trục ở khoảng từ 24 đến 26 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp phía Tây và đang bị nén yếu bởi một bộ phận cao áp lạnh lục địa phía Bắc. Vì vậy, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ chịu sự chi phối của rìa phía Nam dạnh áp thấp, nên thời tiết phổ biến không mưa. Đới gió Đông Nam yếu tiếp tục duy trì, khiến độ ẩm không khí trên toàn khu vực vẫn ở mức khá cao. Về đêm và sáng sớm, khi mà nền nhiệt độ hạ xuống thấp, hơi nước trong không khí được ngưng kết, tạo thành những lớp sương mù nhẹ lan tỏa khắp trời se se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay sẽ dao động quanh mức từ 20 đến 23 độ khu vực vùng núi và từ 22 đến 24 độ ở khu vực đồng bằng trung du. Ban ngày, những tia nắng vàng bắt đầu xuất hiện từ khoảng 8-9 giờ sáng, nhanh chóng xua tan màn sương và đẩy nền nhiệt tăng dần với mức cao nhất phổ biến từ 29 đến 32 độ, một vài nơi có thể lên trên 32 độ. Riêng các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ có nền nhiệt độ cao hơn, một số nơi nhiệt độ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lên đến 36-37 độ. Các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên, thời tiết tiếp tục có xu hướng tốt lên. Mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối và đêm với lượng không nhiều, tập trung chủ yếu ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên. Ban ngày trời hầu như không mưa và có nắng, với số giờ nắng và nền nhiệt độ đạt được khá cao. Nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ dao động quanh mức từ 31 đến 34 độ, một số nơi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lên trên 36 độ. Trở xuống các tỉnh khu vực Nam Bộ, thời tiết vẫn tiếp tục kéo dài thêm thời kỳ không mưa và khô hạn. Ban ngày trời có nắng và nền nhiệt độ ít thay đổi so với 24 giờ trước. Ở các tỉnh khu vực miền Đông, tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt lên xấp xỉ hoặc là trên 36 độ. Và sau đây là phần dự báo chi tiết cho các khu vực. Đầu tiên xin mời quý vị và các bạn cùng đến với khu vực phía Tây Bắc Bộ. Tại đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi còn nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 17 độ. Và nhiệt độ cao nhất tại đây là từ 31 đến 34 độ, có nơi từ 35 cho đến 37 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, trưa và chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Nam mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, không mưa, trưa và chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Nam mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi từ 35 đến 37 độ. Còn tại khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, tại quần đảo Hoàng Sa trời hầu như không mưa với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam với cường độ cấp 4, nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 26 đến 32 độ. Trong khi đó, tại quần đảo Trường Sa thời tiết có mưa một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc hoạt động ở mức cấp 4, nhiệt độ dao động quanh ngưỡng 26 đến 32 độ. Thưa quý vị, như vậy là trong 24 giờ tới, thời tiết trên phạm vi cả nước phổ biến ít mưa, ngày nắng. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng.
Bản tin thời tiết tổng hợp tối ngày 23 tháng 3 của kênh VTC14 đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.